1.200.000 đồng, anh em không nghe nhầm đâu, 1.200.000 đồng cho Panasonic PM870SD các nhá. Đó, anh em thấy giá sốc không ạ? Bộ này bình thường phải trên 2 củ anh em nhé. Loa Panasonic Baway dòng này tiếng cực hay rồi, bát lực chất sáng vô cùng luôn. Tại sao lại có giá 1.200.000? Hàng bao zin nguyên bản 100%, thậm chí con này em còn không thèm vệ sinh lau chùi, cứ thế bán cho các bác về tự làm, xả 1.200.000 cho nhanh. Vì hình thức của nó rất là xấu các anh em nha. Còn hình con chân mình thì em bao tuyệt vời cho các bác. Bây giờ em sẽ test các chức năng. Hiện tại là đang test chức năng chơi điện thoại. Em sẽ test sang cho em tơi thẻ nhớ SD. Đây là cái thẻ nhớ như này các bác nhé. Đấy, test thẻ nhớ SD. Rồi chuyển sang SD. Đọc luôn lập tức. Ấn phát đọc luôn. Rồi ok. Thẻ nhớ thì đương nhiên là nó phải nhạy rồi, nó là cái con rằng kiểu chơi nhạc số rồi. Chuyển sang đĩa MD. MD. Rồi ok, cũng chơi nhạy lập tức. Đĩa MD đĩa tiếng Nhật anh em nhé, nó hơi không được hay lắm. Đấy. Đây là MD nha. Đấy, đĩa MD tiếng Nhật thôi. Rồi ok nha, MD coi như là ok. Chuyển sang test đĩa CD. Đang để đĩa ở khay 1, con này có 5 khay. Khay 1 thì em sẽ ấn vào số 1 để chơi. CD thì bao giờ nó cũng chậm hơn những cái phần khác, bởi vì CD mắt đọc người ta khai thác cũng kỹ lắm rồi. Đấy, cho nên nó đọc hơi chậm hơn MD và thẻ nhớ. Nhưng vẫn đọc các bạn nha. Đây. Nhưng vẫn đọc. Rồi nhá, cho CD nó ra. Con này CD của nó thì anh em vẫn lúc này nó ra ấn mạnh tay một tí nhá. Tóm lại là CD nó hơi kém hơn so với các phần còn lại, nhưng nó vẫn ra các bạn nhá. Đấy. Có 5 khay liền này, anh em cho nó vào này. Đấy, anh em thấy chưa? Vào từng khay một. Đấy, vào xong. Đấy anh em nhá. Rồi, AUX thì các bạn ấn vào nút góc bên này, bên cạnh cái volume này. Về chế độ này, chế độ AUX để chơi điện thoại máy tính. Ồ, quá sang đài mới rồi. Đấy. Tiếng con này thì vô cùng sáng. Anh em nào mình đầu tư một tí mua thêm một chiếc khiển học nữa thì mình sẽ chỉnh bát chép luôn tại dàn. À, tại điều khiển, xin lỗi các bác. Bây giờ em sẽ quay cái độ xấu của cái con này cho các bác cùng xem nhá. Anh em mua về chế cháo, độ chế keo lại, đề can lại, nó tóm lại anh em về mông má sửa sang lại. Em không làm nữa, em lười làm. Cứ thế bán 1.200.000 cho rẻ. Chứ bỏ công ra dọn dẹp thì nó mất công á. Thì lại mất thời gian lại thêm tiền, anh em lại không mua được. Con này dành cho bác nào, cái này là cái vết ở cái đền nó bong ra anh em nhá. Anh em cậy đi nhá và sơn lại cho em là đẹp ngay. Đấy. Loa con này thì nói chung là nó nở xấu, còn đầu máy âm ly thì tương đối đẹp. Ê căng đầy đủ cho các bác. Đây căng đây. Đấy. Con này em nói luôn, em chưa dọn dẹp gì nhá, zin tuyệt đối 100% luôn. Chưa dọn dẹp một cái gì luôn. Cứ thế về dỡ ra và bán cho các bác, chưa cả thèm lau chùi luôn. Đấy. Riêng dòng này thì nếu mà nó hàng chuẩn đẹp thì giá phải trên 2 các bác nhá. Giá trên 2 hết đấy. Đấy, cấu hình loa đây. Con này bát lớn luôn, bát cực lớn luôn, mini size đại luôn. Mà giá để cho anh 1.200.000 thì thực sự là không thể rẻ hơn được. Đấy. Để bè nở nên các bác về các bác đi keo 52 lại. Đây nha, rắc cắm loa zin nguyên bản của nó luôn. Dây chơi PMD anh em cắm vào đây nhá. Bên cạnh nó có cổng tai nghe, cổng phone này. Các bác cắm đúng cổng PMD cho em để chơi nhá. À xin lỗi, đây cổng AUX nhưng mà nó chơi cổng 11, không phải PMD. Đấy. Đây chỗ này chóc sơn nhá. Nói tóm lại là nó không được đẹp, em nói từ đầu rồi. Anh em nào mà không cầu kỳ hình thức, mua về nghe gọi là nghe tạm, hoặc là để những chỗ nó không quá là cần về hình thức thì anh em mua bộ này thì quá hay. Đấy, vì về nếu như nó đẹp thì không bao giờ có cái mức giá như này đâu. Hàng thì bao zin nguyên bản cho các bác. Đấy, 1.200.000 thôi, anh em nào chốt nhanh tay thì liên hệ em số Zalo của Trung Kết Audio đây. Đấy, tình trạng như em test nhá. Đây số Zalo 0975 575 262. Đấy. Cứ thế em bán thôi nha các bác nha. Anh em chuyển đủ em còn miễn phí giao hàng luôn cho anh em. Anh em chuyển cọc, cọc trước em 300. Anh em chuyển cọc, anh em giả tiền phí giao hàng. Phí giao hàng cho con này nó lanh canh khoảng 70.000 đấy các bác nhé. Thế thì nói rõ luôn, các bác chuyển cọc hay chuyển đủ là do các bác. Đấy. Rồi bắt đầu lấy lên lại em nhá. Đấy. À em còn chưa test nhạc cho anh em nghe đúng không? Em sẽ test nhạc cho anh em nghe luôn. Con này tiếng phải nói là nó hay vô cùng luôn. Anh em nhớ nhá, mua nếu muốn hay anh em mua cho em chiếc điều khiển học nhá. Em sẽ bán điều khiển học cho bác giá 120.000 đồng thôi. Đây, em test nhạc cho anh em.
Anh em có thể đẩy chép cho chúng bằng cách mua điều khiển để chỉnh nhé.